Xin kính chào quý khách hàng. Trước tiên, thay mặt hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galileo Watch, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian vừa qua. 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn. Là một doanh nghiệp bán lẻ, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn với dịch bệnh Covid. Tuy nhiên, với tinh thần cố gắng và với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, Galileo Watch đã vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục nhận được sự tin tưởng ủng hộ của quý khách hàng. Năm mới 2021 đang về, thay mặt cho hệ thống Galileo Watch, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng vào các thương hiệu đồng hồ chính hãng. Chính niềm tin yêu của khách hàng dành cho chúng tôi, nhà phân phối và các đại lý bán hàng chính hãng được ủy quyền thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn từ những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Patek Constant, Certina, Seiko, Orient, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và nhằm đẩy lùi vấn nạn đồng hồ giả, đồng hồ nhái trên thị trường. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới, kính chúc khách hàng sức khỏe và vạn sự như ý. Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ bảo hành và sửa chữa của Galileo Watch trong suốt thời gian qua. Định hướng năm 2021 của Galileo Watch sẽ phát triển hệ thống trung tâm bảo hành và sửa chữa trên toàn quốc và sẽ mang thêm một thương hiệu mới, đó là Galileo Care. Đây là những điểm đến mà khách hàng tin tưởng nhất. Bước sang năm mới, chúc quý khách an khang, thịnh vượng. Galileo Watch xin cảm ơn. Galileo